Everybody, welcome to Health Vừa Cà Tê. Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health Vừa Cà Tê. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con game Enlura phiên bản cực ngon, cực hot ha. Phiên bản quy khủng luôn. Và cũng là phiên bản mới nhất hiện nay nha các bạn ơi. Đó. Ôi, chạy nhiệm vụ tân hữu đầu game thì lên level 214 luôn nha các bạn. Rồi cầu hủy tinh, rồi A-ship, VIP, rồi các kiểu con đà điểu. Ok, có chạy nhiệm vụ tân hữu không đây? Cắn cái này coi đã. Ok, lên VIP 20 nè ha. Rồi chế tạo nè ha. Rồi quay lại đây. Bỏ qua hướng dẫn. Ok. Rồi, nhận quà luôn. Ai đánh đủ mỗi ngày thì quà rất nhiều ha. Rương ăn tiếp nè, rồi rương bạc nè, rồi đá nhân cấp, địa cấp nè ha. Rồi rất là nhiều luôn. Ok. Rồi, ở đây chúng ta có quà tân hữu như mình nhận rồi đúng không ta? Đây là 200 triệu nè, ở đây một đống luôn. Rồi đây gì vậy? Tìm tập hóa hả? Hộp trang bị 20. Đổi á, 2 hộp 20 đổi lên 1 hộp 21. 22, 23. Ồ, ngon ngon. Wow, và mát trang bị là trang bị 50. À. Rồi ở đây là cái này gì đây? Test trang bị hầm nữa hả? Ok luôn. Rồi ở đây đổi đá nè hả? Đổi rương vàng qua rương A-ship và rương A-ship qua rương vàng. Ở đây rương vàng nè hả? Ở đây là rương A, lấy rương vàng đi mua đồ, đổi đồ. Ở đây là hồn 5 sao, hồn 9 sao, 10 sao. Trang bị 30 đồ các kiểu, trang bị hầm đồ luôn. À. Quá dữ. Và đây cũng là phiên bản mới nhất ha. Hệ hiếm. À, hệ hiếm. Ôi, hình như mới có thêm mấy con nữa nè các bạn. Đúng rồi, ở đây có Natsu nè ha. Rồi còn con gì? Con này quên mẹ nó cái tên rồi. Đó. Ôi. Wow, mới cập nhật thêm 4 con. Đợt trước heo ghé ngang đây ngó thì nó chỉ có tới con này thôi. Đó, kỳ lân tí gì nè. Nay thêm 4 con anime nữa. Ngon. Lâu lắm rồi mới thấy mấy con đó các bạn ơi. Rồi. Bây giờ đến với thông tin server để đi lượm code các kiểu nha. Đây. Elora HNT ha. Open X2 10 giờ ngày 30 tháng 6 2023. Trang chủ elo.hnt.game.com. Game phát triển trên Android và giả lập PC. Group Zalo. Thông tin update phiên bản mới nhất hiện nay. Full tướng mới cân bằng tất cả các hệ. Cập nhật tất cả gì? Cập nhật trang bị mới, tăng chỉ số trang bị, cập nhật tất cả trang bị tại shop điểm cài, tăng số lượng trang bị có thể mua được, trang gì tăng điểm cài tại tất cả các hoạt động in game, đấu trường liên server, hoạt động ngày admin sẽ cố gắng cập nhật liên tục. Mọi người ủng hộ em nhé. Ok. Nhận ngay 200.000 su web khi tạo tài khoản. Ngon. Để cái code tân hữu nè. Link nhập code nè. Event long tin server mới nè. Like share comment nhận thêm 200.000 su. Ok. Fan cứng hàng tuần thêm 200.000 nữa. Wow. Ok, tỷ lệ nạp 100.000 bằng 100.000 su web khuyến mãi nhân 3. Nạp đầu và nhân 2 các lần nạp tiếp theo. Ví dụ nạp 100.000 sẽ nhận được 300.000. Ok. Trời
Rồi. Ồ. Rồi Su web được dùng để chơi mini game và mua item ở web shop nữa hả? À. Đua top lực chiến top 1 nhận được 2 triệu su web, một set trang bị 50 sao. Tích nạp ở đây là đủ tích nạp sẽ được nhận trang bị 50 sao. Một bộ phù văn đặc quyền tích nạp cũng đủ luôn mới được. Ok, đó, rất nhiều, thơm ngon. Hotline 24/7 như Zalo, group Zalo nè hả? Wow, ngon lành gạch đào liền. Nào, đi nhập code thôi. Ok, S1 nhân vật của tôi nhận quà đâu đây, nguyên liệu. Ok, 50 rương tướng loại 1. Ok, 500 chứ 50 gì trang bị. Ok, vé quay hero, good hero, new hero. Ok, đây food. Ôi, 200 hồn 10 sao, 200 hồn 9 sao. Rương tướng loại 1, rương tướng loại 2 nữa nè ha. Rồi set trang bị 20 sao, 30 sao. 10 ngàn rương A-ship, 10 ngàn rương vàng. Ok, gì đây? Wow. Nhận được tướng mới luôn hả? Ôi, một đống luôn. Ôi, man. Nào, có tướng luôn rồi. Giờ vô chơi vòng quay không? 200.000 su web nè. Ở đây các bạn có thể nạp tiền, nâng VIP. Ví dụ như nâng VIP là nâng sao đây? 20.000 su web đổi được 20 triệu. Ok, 20 triệu. Lên luôn VIP 30 à? Còn đấy thôi, qua vòng quay chơi tiếp. Rồi, đây vòng quay kho báu nguyên liệu. Ok, chúng ta cần nguyên liệu hơn. Chỉ có 2.500 xu hả? Cái gì? Đúng rồi, 2.500 xu. Đúng rồi. Ok, mình ở mấy chủ một mà, cảnh thiệt. Ok, được gì đây? Vé nguyên tố 1.000. Ok, đá năng lực 100, không thích luôn. Vé nguyên tố 600. Ủi, tôi cần mấy cái kia mà. Vé vàng không luôn. Rương vàng, đúng rồi, cần mấy thứ này nè. Đó. Ok, rương hải tặc tự chọn 5 sao hả? Ồ, cũng có luôn hả ta. Vì rương A xếp, đúng vậy, 1.000. Rương bé quay nguyên tố này gì đây? Trang bị hả? Trang bị và trang sức lụm nè. Gì đây? Ôi dồi, trang sức 16 sao hả? Ê, cũng đỡ là 14 sao cũng được, cũng được. Tới nỗi nào? Nó mất mẹ nó rồi. Đâu đây? Đâu rồi? Đây, cuối cùng nó cũng hiện ra, nằm ở đây nè. Trang bị 22 sao. Ồ, ok, nằm đâu đây nè. Bấm bà nó hồi nãy, để đây, đây nè. Rồi, để đi đây nha. Đó, trang bị bao nhiêu đây? Trang bị rương vàng 1.500. Ui, ở đây 5.000 một lần quay mà nó có giá trị hơn là bên kia nhiều nha. Bên kia nó không có giá trị nhưng mà nó hay mất cái chỗ này quá nè. Hồi nãy cũng chỗ này mà. Rồi, cũng phải chờ rồi. Đây, ok, rương trang sức 13 sao. Rồi đây nguyên liệu chiến thần. Ôi,
biết đâu quay lượm mấy cái này ngon hơn nè. Cái này câu bộ ngon nè các bạn. 10.000 một lần, hàng chi nó ngon là phải rồi. Belly 3.000. Ok. Đá thần cấp 400. Nhìn thấy nó không ngon. Đá tiến gì này vậy đi. Hóa tiên chiến kỹ. Ui man. Wow wow wow. Ủa đâu đâu đâu. Hóa tiên đâu, hóa tiên đâu. Tôi cần thấy bằng chứng của cô cái hóa tiên đâu. Nó đã nằm dưới này. Wow. Ngon. Đồ. Quay ra được hóa tiên là số ngon lắm đấy. Ok ha. Melodon đúng không? Còn con kia là con Elizabeth. Trời, tôi còn nhớ lắm chứ. Ôi, họ trang bị 30 sao. Ngại ngục gì nữa. Hai cái hồi. Ok. Hai cái hồi. Hai con là đủ rồi đúng không? Đó. Ok. Là hai cái thôi. Đâu rồi? Cũng là hai cái luôn. Hai cái nữa. Rồi, ok, giờ đủ. Còn mấy cái kia thì để nó đi. Còn cái gì đây? Set trang bị hần 20. Trời ơi. Game là dễ, 20 vậy là 4. Trang bị hần nó chỉ có 4 set thôi. Ủa. Ui, chọn nhầm rồi. Gì đây? Đó, có hero loại mới nữa nè hả? Đây. Nè đó, hero nè hả? Đầy đủ luôn. Đó. Thích loại nào thì lụm loại đó. Ok. Ủa, hồi nãy có 500. À đây, rương loại 1 hả? À, cái này chắc đem về làm food. Thôi thôi. Nào, lụm đại một em đem về nhốt nuôi nè hả? Trời ơi. Rồi rồi, chuyện đơn giản như đang giỡn các bạn à. Ok. Đó, nát sư, lâu lắm rồi chúng ta mới thấy. Lụm lụm lụm. Ồ, lụm lụm. Chỉ có điều là không có boost 6 sao ở đây thôi các bạn. Nếu mà có boost 6 sao. Ừ, có server web shop không? Web shop. Đây. Có rương vàng nè hả? Rương tà le hồn me đầy đủ hết. Ok. Hồn 5 sao. Hồn 9 sao. Gì hero gì đủ loại đây nè. Đó. Có hồn 6 sao đây ông ta. Heo đang kiếm cái hồn 6 sao các bạn ơi. Rồi không thấy cái hồn 6 sao. Ui nó cần một con mồi dẫn hả. Thôi vậy thôi để nó ra đi. Ok nè. Ồ phiên bản 6 tướng. Ngon. Nào lượm lên. Đâu rồi. Ui. Đó, ok ha, link heo sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn ơi. Anh em nào có chơi thì có thể tải về ha. Đó, thông tin fanpage đồ đầy đủ dưới đó luôn ha. Kế bên link game luôn, tải về một quẩy thôi, tướng đồ có đủ luôn. Like, share, nhắn tin chàng mình nhận thêm 200.000 nữa. Nâng tổng số su web chúng ta nhận được lên là 400.000. Đó, nâng tướng thả ga ha. Đổi đồ tẹt ga luôn. Ai trời. Ai duyên hóa tiên. Trời ơi. Khoan từ từ. Mà chế tạo thì ta bỏ cái duyên hóa tiên lên. Ở trên này nó sẽ có là đế gấp phù văn 2 sao hả. Ok. Nhưng mà không. Tháo ra. Đây lấy duyên hóa tiên này mặc vô. Ok liền. Rồi, thôi, bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Ok, bye bye. Đó, Melodon.